Mời các siêu nhân đến với chuyên đề tiếp theo về tiệm cận của đô thị. Và sang chuyên đề tiệm cận đứng, tiệm cận ngang từ bảng biến thiên từ đô thị. Thế thì với dạng này thì phương pháp của nó như sau. Chúng ta tìm trên bảng biến thiên này những cái chỗ mà x tiến lên cộng vô cùng, những cái chỗ x tiến đến trừ vô cùng, và tìm những cái chỗ có y tiến đến cộng vô cùng, y tiến đến trừ vô cùng. Tìm ở những cái chỗ này. Ví dụ chúng ta nhìn ở chỗ x tiến đến cộng vô cùng, tức là nó ở bên phải cùng của cái bảng biến thiên đấy, mà y nó tiến đến một con số a thì đường y bằng a là tiệm cận ngang. X tiến trừ vô cùng, tức là ở bên trái cùng của cái bảng biến thiên đấy, mà dòng của y nó tiến đến số b thì y bằng b là tiệm cận ngang. Hiểu không nhỉ? Còn những chỗ mà y tiến đến cộng vô cùng, những cái chỗ này thì chúng ta nhìn ở trên bảng biến thiên, nó có thể thường là cái chỗ mà nó hai gạch sọc đấy, xong rồi x nó tiến đến cái số ở bên trái số a mà dòng y tiến cộng cùng thì x bằng a, đấy là tiệm cận đứng. Tương tự như vậy. Ví dụ nhá. Tìm tiệm cận đứng, tiệm cận ngang của đồ thị hàm số viết bảng biến thiên. Bảng biến thiên này. X y phải y trừ vô cùng này. X 1, x 2, x 3, x 4 dương vô cùng. Tại x 1 là 0, tại x 2 không xác định, tại x 3 là 0, tại x 4 không xác định. Dấu gương âm, dương âm, âm. Lên xuống, lên xuống, xuống. Âm phủ 5, 2, 1, 10, 2, thiên đình 3. Với một cái bảng biến thiên như thế này, nó hỏi ta về tiệm cận đứng, tiệm cận ngang. Thế thì chúng ta sẽ xem, bắt đầu xem ở đây. X tiến cộng vô cùng. Nhìn này, x tiến cộng vô cùng, tức là trên bảng biến thiên dòng x nó ở bên phải cùng, x tiến cộng vô cùng. Soi xuống dòng y, nó tiến đến số 3. Như vậy chỗ này sẽ hiểu là lim y x tiến cộng vô cùng bằng 3. Hiểu không? Chỗ này chính là lim y x tiến cộng vô cùng bằng 3. Vậy kết luận là gì? Tìm chó nguội y bằng 3. Tiếp tục nhìn trên dòng x tiến đến trừ vô cùng, x tiến trừ vô cùng, soi xuống dòng của y thấy là âm phủ. Kết luận gì? Chỗ này không có tiệm cận ngang. Chứ đừng nói tiệm cận ngang là y bằng âm vô cùng to nhé, cái đây nó phải là số. Như vậy nhánh này không có tiệm cận ngang, nhánh bên kia thì có. Hết thì chó nguội. Bây giờ thang thì chó đẻo, nhìn dòng của y, những chỗ nào thấy cộng trừ vô cùng thì xoay ngược lên trên. Chỗ này cộng trừ vô cùng xoay ngược lên, không được, vì đây là x tiến đến âm phủ. Chỗ này không thấy, đây thấy. Y tiến cộng vô cùng, chỗ này ứng với gì nhỉ? Chỗ này sẽ hiểu là gì? Lim y khi x tiến đến gì? X 4 cộng bằng dương vô cùng. Đúng không? Lim y x tiến 4 cộng. Như vậy thì chó đẻo ở đây là x bằng x 4. Như vậy nó có thịt chó nguội và thịt chó đẻo. Hiểu được không? Đại hiểu không? Đại hiểu không? Ví dụ số 2. Để con nữa nhá. X y phải y trừ vô cùng x 1, x 2, x 3, x 4 dương vô cùng, không xác định, không
thầy con này này. Thịt cháu ngoại là gì? Y bằng 3, ok. X bằng x4. Hết chưa? Thì thôi, chưa lý rồi. Hết rồi. Nào đây. Điều đây. Anh đi chụp ảnh khẻ. Úi giời, chụp ảnh kỳ yếu á? Không, chụp ảnh khẻ để thi nghề. À, tầm chụp ảnh kỳ yếu. Thịt chó ngoại Y bằng 3 chuẩn, bởi vì x tiến cộng cùng y tiến 3, tốt. Thịt chó đẻo x bằng x4, này chuẩn, bởi vì x tiến x4 cộng nó bằng dương cùng. Hết chưa nhỉ? Hết chưa? Không dám trả lời à. Muốn biết hết hay không thì soi lại tiệm cận ngang. Tiệm cận ngang thì x tiến cộng cùng chỗ này là xong rồi, x tiến trừ vô cùng thì chỗ này là dương là âm vô cùng là không được rồi. Soi tiệm cận đứng thì nhìn trên dòng y, thấy chỗ nào có cộng trừ vô cùng thì chiếu ngược lên trên. Ở đây có âm vô cùng chiếu ngược lên trên, không được. Không có gì. Dương vô cùng chiếu ngược lên trên. Vậy chỉ có một tiệm cận đứng thôi. Đúng. Hiểu không? Yes sir. Understood. Để con nữa nhá. Ba. x y phải y trừ vô cùng 0 1 dương vô cùng. Đọc cho thầy là thịt cháu ngoại y bằng 3. Soi nhá, soi lại tí nhá. X tiến cộng vô cùng, nhìn vào dòng y là âm phủ, như vậy chỗ này không có tiệm cận ngang. X tiến trừ vô cùng xuống dòng y nó là 3, như vậy chỗ này khẳng định liên y x tiến đến âm phủ bằng 3 và y bằng 3 là tiệm cận ngang. Tốt, cái này nó thể hiện liên y tiệm cận ngang y bằng 3, đúng. Hết, không còn nữa. Tiếp, tiệm cận đứng. Thịt chó đẻo là x bằng 0. Tức là chúng ta đi nhặt ở những cái dòng của y này, chỗ nào có cộng trừ vô cùng, đây có trừ vô cùng, soi lên x bằng 0, đúng. Chỗ này hiểu là lim y x tiến đến 0 cộng bằng trừ vô cùng. Tiếp tục soi đây, âm phủ chiếu lên, chỗ này không phải số, không có tiệm cận đứng. Hết, chỉ có một đứng, một ngang đứng. Tốt. 4. Tìm M để đồ thị có 3 đường tiệm cận. Tìm M để đồ thị giảm số có 3.
muốn xử lý bài này đầu tiên chúng ta phải moi những cái tiệm cận sẵn có của đồ thị là đã. Ở đây những thằng nào là sẵn có rồi, tiệm cận ngang sẵn có là cái nào rồi? Tiệm cận ngang nhìn vào đây, x tiến đến trừ vô cùng, y tiến đến 2. Như vậy y bằng 2 là 1, thì chẳng gọi này. Tiếp, x tiến cộng vô cùng, y tiến m. Như vậy y bằng m là 1, thì chẳng gọi nữa. Ngoại hết, đẻo nào, có gì? X bằng 1, đúng rồi. Chỗ này âm vô cùng chiếu lên trên là 1. Dư vô cùng chiếu lên trên vẫn là 1, x bằng 1 là thịt chó đẻo. Ê, đúng không? Mà nó yêu cầu ta 3 thịt chó, vậy cần gì? M khác 1 và M khác 2 à? Tèo. M có cần khác 1 không? Không cần. Chỉ cần M khác 2 thôi để hai thằng này không đụng hàng thôi. Còn hai thằng này hiển nhiên không thể đụng hàng được. Bởi vì thằng này là x bằng 1 nó thẳng đứng. Này y bằng m nó nằm ngang. Kể cả m bằng 1 nó không đụng hàng được. Đúng không? Như vậy, đồ thị có 3 tiệm cận khi chỉ khi m khác 2. Và lúc đó 3 tiệm cận sẽ được đếm là 2 tiệm cận ngang và 1 tiệm cận đứng. Đọc đồ thị thì nhìn đồ thị dễ rồi. Chúng ta sang chuyên đề về tiệm cận của đồ thị hàm số hợp nha. Tiệm cận đồ thị hàm số hợp. Y bằng f(x) có bảng biến thiên. F tìm số đường tiệm cận đứng và ngang của y bằng 1 trên 2 lần fx trừ 1. Ai nêu phương án? Đạt biết chưa? Duyên, Đạt nói trước là. Tiệm cận ngang là y bằng gì? Y bằng không. Y bằng không. Có vẻ khét khét. Bây giờ muốn tìm tiệm cận ngang phải làm gì nhỉ? Tìm cháu ngồi. Phải thực hiện lim y khi x tiến đến cộng hoặc trừ vô cùng. Vậy bây giờ chúng ta soi khi x tiến cộng trừ vô cùng thì cái y tiến đến bao nhiêu? Muốn vậy chúng ta soi cái f trước. X tiến đến cộng vô cùng thì fx tiến đến cái gì? Tiến đến mấy? Mấy? 1, đúng rồi. X tiến cộng vô cùng, fx tiến đến 1. Vậy thì y 2 lần fx trừ 1 sẽ tiến đến mấy nhỉ? 2 fx trừ 1. F tiến 1 thì chỗ này sẽ tiến đến 2 nhân 1 trừ 1, vẫn tiến đến 1. Vậy y nó sẽ tiến lên mấy? Tiến lên 1.
y là một trên mà, hiểu không? Vậy lim y x tiến đến cộng vô cùng vẫn là một, như vậy thì chống vậy y bằng một. Tương tự như vậy, lim y khi x tiến đến trừ vô cùng, so nha, x tiến trừ vô cùng, x tiến trừ vô cùng f tiến đến một, f tiến một đúng không? Không đại làm gì, bố may quay cuồng đến đây. Đây đây múa kiểu khá bạch về cho các bạn xem tí. Giờ thành đại bạch nhỉ. Đấy, x tiến trừ vô cùng là f tiến 1. F tiến 1 như vậy là y nó vẫn tiến đến 1 trên 2 nhân 1 trừ 1 vẫn tiến đến 1. 1. Như vậy thì cháu gọi y vẫn là 1 trùng với nhau, hai cái này trùng lại thành 1. Hiểu cách tìm thì cháu gọi chưa? Bây giờ thì chỗ đẻo. Thì chỗ đẻo chúng ta sẽ hướng tới cái làm cho mẫu tiến đến 0. Mẫu tiến 0 như vậy có 2 fx trừ 1, chúng ta xét nó bằng 0 thì dẫn đến fx bằng 1 phần 2. Và soi trên bảng biến thiên, fx bằng 1 phần 2, 1 phần 2 nó cỡ này. Như vậy nó sẽ tòi ra 2 cái x, 1 x đây và 1 x đây, hiểu không? Như vậy fx 1 phần 2 này sẽ có 2 nghiệm phân biệt, có hai nghiệm phân biệt. Như vậy mẫu số có hai nghiệm phân biệt thì cái hàm này đồ thị của nó sẽ có hai thịt cho đẹp. Đồ thị có hai nghiệm phân biệt. Hiểu không? Đa số là gì? Ba thịt chó đúng không? Ok. Không, thi quan trọng là may mà. Bởi vì các bạn làm chầy chật mặt ra với một câu khó. Đúng rồi. Quanh vừa quanh vừa 5 câu khó đúng 3. Nhưng mà vì xác suất may thì nó cũng phải vậy thôi. Đạt phần 4. Đấy. Y phải hay là em phải trượt, khám phá một thứ không trượt, em phải số tiếp cận. Số tiệm cận đồ thị này thì nó sẽ là 2, 3, 4, 5. Mời các bạn quay sổ số nè. Đấy, 3, 4, 5, 6. Cộng vào chia cho mình. Cộng vào chia rồi. 2, 3, 4, 5 nhé, 2, 4, 5. Các bạn quay sổ số nhắn vào hộp chat của thầy nha. Các bạn trực tuyến. Hồng Nhung, Nguyễn Huy, Quốc Huy, Kim Khánh, Trần Lộc, Đỗ Bảo. Các bạn nhắn vào hộp chat của thầy. Thu là quay vào ô trúng thưởng nè. Mấy Trần Lộc nhắn là hi là hai à? Đúng rồi. Trần Lộc đang hi. Lưu Hồng Nhung là hai. Ok, đã có hai bạn xuất hiện là hai.
Y 2. Y cộng 1 có bao giờ Y cộng 1 đại đâu vậy? 2 à? Phu mấy? 2 đứng đây 2 ngang hay 1 đứng 1 ngang? 2 đứng không ngang à? Sao lại không có ngang kìa? Tôi thấy các bạn có vẻ khen khét. À, lim y x tiến cộng vô cùng, dịch cho thầy là x tiến cộng vô cùng f x tiến lên cái gì? X tiến cộng cùng, nhìn đây f đây, f x tiến lên âm vô cùng, vậy là 2 lần f x trừ 3 sẽ vẫn tiến lên âm vô cùng đúng không? Cái này tiến lên âm vô cùng, vậy 1 trên nó tiến lên mấy? Tiến lên 0. Y tiến lên 0. Như vậy lim y cái tiến cộng vô cùng bằng 0. Thịt chó nguội nó to lù lù đây. Thế mà bảo không có. Buồn cho một thế hệ tài năng. Có bạn nào trực tuyến chữa không? Như vậy phương án 2 khả năng là ấy rồi. Khả năng là toạch là cao rồi. Tương tự lim y x tiến đến trừ vô cùng, x tiến trừ vô cùng thì f tiến đến cộng vô cùng, như vậy 2f trừ 3 tiến cộng vô cùng, vậy 1 trên nó vẫn tiến đến 0. Như vậy thịt chó nguội trong cả hai lần nó đều là 0 thôi, đúng không? 1 thịt chó nguội cứ cất đi rốt thì còn tỏ ra nguy hiểm cái này chỉ càng quan như thế chết không cái gì. Thịt chó đẻo nào, fx bằng 3 phần 2 là cái mẫu bằng 0 đúng không? Fx 3 phần 2 mấy nghĩa? 3 phần 2 3 phần 2 mấy nghĩa? Trông có vẻ đồ thị này hơi hồng hộ nhỉ? Tại 1 đây, tại trừ 2 đây. Nó kiểu này đúng không? Nó vút lên đúng không? Đây. Đây vút lên. Đây là 2. Còn thằng bên kia nó là từ 3 xuống đúng không? Còn đây là 3. X bằng 2 nó từ 3 xuống thế này. Từ 3 xuống. 3 phần 2 nó là mấy? 1 phần 5 đúng không? Đây. 2 nghiệm. Ok. Fx 3 phần 2 có 2 nghiệm. Như vậy có 2 thịt cho đẹp. Như vậy chúng ta là xác định được hai thịt chó đẻ, nhưng chúng ta phán đoán thịt chó nguội là hỏng. Đúng nhỉ? Các bạn trực tuyến đúng không? Đúng sai không? Hồng Nhung, Trần Lộc ok không? Ok thì chắc là bị lỗi do không phát hiện được thịt chó nguội đúng không? Ok. Thế là tính nhà chú thầy bán tặng quá này, tặng đạt cái gì đấy này. Đã rốt được tỏa ra nguy hiểm để cắn quên. Thế hả? Tính là thầy chú thầy bán tặng quá này, phải đi thăm sức khỏe nào. Vậy à? Chỗ nhà nó cắn. Đúng rồi, phải kể chứ. Ý là rộ bia vào cửa trùng. Mai lên tin tin bi ra. Chỗ nhà nó cắn lên đầu. Chỗ nhà cắn. Cho hàm số y bằng fx bậc 3. Ở đồ thị như sau. Y bằng fx bậc 3 có đồ thị như sau. Cứ vấn là ta dùng nó. Không. Chào chứ nó để lại chưa ta bị cắn nhỏ. Có gì giải thích nữa. Cái hù nó xin bị nhỏ lắm chứ. Fx có đồ thị như sau. Tìm số tiệm cận đứng. Tìm số tiệm cận đứng của y bằng x bình phương cộng 4 cộng 3 căn x bình phương cộng x trên fx tất cả bình phương trừ 2 lần fx. Viết vào không được lại. À,
hám mồm như câu vừa nãy thì thôi rồi, thấy lượng ơi. Lượng ơi. Mấy ông bạn học trực tuyến này có dám mở loa ngoài không? Toàn làm sai này có khi phải bỏ tay biết mà nghe chứ không bố mẹ nghe thấy thì chết à, buồn chết ngất luôn à. Toàn tai nghe. Toàn tai nghe. À? Gọi câu nào cứng đơ câu đấy. Trả lời trắc nghiệm câu nào sập nguồn câu đấy. Em biết quá nhiều. Rồi các bạn quay số vào ô trúng thưởng này. Mấy? Hai ba bốn năm. Các bạn trực tuyến quay số vào ô trúng thưởng mạnh dạn xoay vào nhá. Cứ nhắn vào hộp chat này. Two three four five. Two, three, four, five. Rồi, chờ các bạn một ít phút để các bạn điền số vào hộp chat. Đã có người nhắn vào hộp chat ra xem đa số bằng nào này. Đỗ Bảo là 3. Bảo này rất nhanh và rất bản lĩnh, tự tin với kết quả mình làm được. Một người thông tin là 3. Đỗ Bảo. Xuân Đại là mấy nào? Đại 4. Đạt. Mấy? Không dám, không dám trả lời. Lan. Chưa dám nghĩ. Thu. Nghĩ 4. Trang. Bấm máy, bấm ra được. Duyên. 4. Thành. Thu. Đạt là gì? Không dám trả lời. C2 không hoa tệ cuối cùng nè. Chờ đến lúc chết rồi. Rồi khoanh đúng không? Rồi bắt đầu ta xử lý nhá, xử lý nhá. Ở đây chúng ta soi cái điều kiện cho tử số chưa nha. Chỗ này nó có cái căn này. Hết sức chú ý nó không là dễ bị sập chẩn cái căn đấy. Trừ 1 không này. Đấy là ngoài đấy nhá. Tiệm cận đứng. Như vậy chúng ta soi cái gì nhỉ? Soi nghiệm của mẫu đúng không? Như vậy đây có fx bằng 0 hoặc fx bằng 2 là dẫn đến các nghiệm của mẫu. Fx bằng 0, nhìn đây fx bằng 0 nó có một nghiệm là trừ 3, một nghiệm là x1, cái này có thể là trừ 0,5, nghiệm là trừ 3, nghiệm x1. Fx bằng 2, fx bằng 2 đây có một nghiệm là trừ 1, một nghiệm là trừ một nhá, một nghiệm là x2, một nghiệm là x3, đây là x2, x3. Như vậy thoạt nhìn chúng ta thấy
mẫu nó có năng nghiệm, đúng không? Thì thoạt nhìn thì thấy nó năng nghiệm, nhưng bây giờ chúng ta phải xem nghiệm này với nghiệm của tử như thế nào, về cái bậc bậc bội nghiệm của nó. Tử số thì có, tử số thằng này có nghiệm trừ một, thằng này có nghiệm trừ ba, thằng này có nghiệm không, thằng này có nghiệm là trừ một. Như vậy nhìn vào đây thấy này, một sự trùng này, một sự trùng nữa này, còn những cái này đều khác không cả, đúng không? X1, X2, X3 đều khác không cả. Như vậy thằng này chắc chắn này, đúng chưa? Vì nó không chạm vào thằng nào là nghiệm tử cả. Thằng này chắc chắn này, thằng này chắc chắn này. Như vậy ít nhất ăn được 3 miếng thịt chó đều đã, đúng không? Bây giờ còn soi thằng này, trừ 3 với thằng trừ 1. Soi thằng trừ 3 với thằng trừ 1. Trừ 1 ở mẫu số Fx bằng 2. Fx bằng 2 nhìn vào đây, Fx bằng 2 thì cái nghiệm trừ 1 này là nghiệm đơn. Trừ 1 là nghiệm đơn, nghiệm đơn bậc 1. Nghiệm đơn bậc 1 này thì nó sẽ phăng teo với cái nghiệm đơn này, đúng không? Tè. Như vậy trừ 1 này biến khỏi bản đồ thịt chó đèo, miếng thịt chó đèo này vứt ra ngoài, ok chưa? Trừ 3, Fx bằng 0 cho nghiệm trừ 3, trừ 3 đây, trừ 3 đây là nghiệm gì? Nghiệm bội 2, nghiệm bội 2, nghiệm bội 2. Trừ 3 dưới này là nghiệm gì? Nghiệm tử trừ 3. Chỗ này là x trừ 1 nhân x trừ 3. Như vậy thằng này là nghiệm đơn thôi. Nghiệm đơn. Mẫu nghiệm bội 2, tử nghiệm đơn bội 1. Vậy thì vẫn là nghiệm tử đơn, vì nó chỉ triệt được một phần của cái x cộng 3 thôi. Vậy thằng này vẫn là thịt chó đẻ. Vậy túm lại có 4 thịt chó đẻ, x1, x2, x3 và trừ 3. Ok, ok, còn chỗ này nữa, sorry, xin lỗi. Ra khỏi vùng trừ 1 đến 0 nữa. Xem x1, x2, x3, x1, x2, x3, trừ 1, 3 là thịt chó đẻo này vứt, ok. Trên miền trừ 1 đến 0 nó không xác định. Như vậy, x1 vứt, này vứt. Đó này vứt vì nó không thuộc miền xác định, không thuộc miền xác định. Đây là x1 nằm đây này, x2, x3 thì ok. Như vậy chung quy lại có 3 thịt chó đẻ là x bằng trừ 3, x bằng x2, x bằng x3. Như vậy ông nào quay vào 3 là là ô có điểm, bạn bảo chính xác. Tèo, 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 đầy đủ. Đúng ok, Đỗ Bảo chính xác. 3 thịt chó. Các bạn trực tuyến băn khoăn gì không? Băn khoăn gì phản hồi nhá. Phản hồi trước khi next sang bài mới. Như vậy bài này nhiều bẫy quá nhé. Đọc nhầm bài. Đọc nhầm à? Tưởng đọc được hai từ. Tôi đọc nhầm là chữ số 10. Đọc nhầm. Ôi trời ơi. Mười mấy à? Không phải hai rồi. Hai năm hai mươi mấy câu. Năm mươi câu. Năm mươi câu chưa? Năm mươi câu. Chết ba. Chín tám rồi. Cho hàm đa thức bậc 4 y bằng f(x) bậc 4 này. Có đồ thị như hình vẽ. Không, một, hai. Đây là 2.
đọc thế nào nữa. 1, 2 trừ 1 tìm số thịt chó đều thịt chó uốn của con x bằng siêu nhân làm và điền số vào ô. X mũ 6 cộng 1 x bình trừ 5x căn của x bình trừ 2x Việt. Ai xong mạnh dạn điền số vào ô. Nhắn vào hộp trang. Mấy cái thư của nhà này. Ai xong rồi? Đạt xong chưa? Trực tuyến các bạn xong nhắn vào trang nhá. Câu này thì cái quan trọng chúng ta vẫn phải dịch đó là cái điều kiện tử số nó có ngăn. Cái này có thể nó sẽ loạn quạng vào một số phần tử bị loại đi đấy. Có cái căn này, như vậy số 0 với số 2 này bên trong nó bất đi đã này. Bây giờ tìm thịt chó nguội trước nhá. Thịt chó nguội thì sẽ có lim y cái tiến cộng cùng. Lim y rồi x. Thì cái này chúng ta ke bậc tử bậc mẫu. Bậc tử là bậc mấy nhỉ? Đại. Bậc tử là mấy? Mấy? 9, ok. 6 với 2 là 8. Với căn của bậc 2, cái này tương đương bậc 1. Tử là bậc 9. Mẫu số bậc mấy? Fx là bậc 4. Fx bậc 4. Như vậy F bình phương x sẽ thành bậc mấy? Mấy? 8, đúng không? F bình bậc 8 nhân với 2x nữa thành bậc 9, đúng không? Như vậy cân nhau bậc 9. Cân nhau bậc 9. Thằng bậc 4 này, thằng bậc 9 này thì có hệ số của x mũ 9. Hệ số x mũ 9 nó sẽ là bình phương cái hệ số của cái bậc 4 nhân với 2. Đúng không? Bình phương của cái hệ số của cái x bậc 4 này này, ví dụ đây là ax mũ 4 thì thằng mẫu này sẽ có hệ số là a bình phương nhân với 2. Thế còn thằng trên tử này sẽ có 1 với chỗ này cái x tiến cộng của cùng nó là 1. Như vậy lim y cái x tiến cộng của cùng nó sẽ là dương 1 trên 2 a bình phương, đúng không?
đúng không? Hiểu đây, ông Lan hiểu không? Đây cái fx là bậc 4, như vậy thầy gọi fx đó là ax 4 còn cộng với số suốt đằng sau không chấp. Như vậy f bình phương x nó sẽ là ax a bình phương x mũ 8. Cái này là a bình phương x mũ 8 là cái bậc to nhất của nó, nhân với 2x, như vậy cái to nhất ở đây sẽ là 2a bình phương x mũ 9. Như vậy cái mẫu này này nó sẽ thành 2a bình x mũ 9 cộng với số mới đằng sau không chấp. Được không? Còn cái hệ số của cái x mũ 9 là tử này 1, cái tiến cộng vô cùng cái này tỏi là số 1 nữa. Như vậy lim y cái tiến cộng vô cùng là 1 trên 2a bình phương. Còn lim y cái tiến trừ vô cùng là gì? Là gì? Đạt. Đốt đây mẹ, em xin nghỉ yêu sớm. Được cười á. Nhỏ lắm. Gì? 1 trên 2 a bình x trừ 1. Trừ 1. Tại sao trừ? Dưới khó hay. Trừ đúng không? Vâng. Ừ, bởi vì chỗ này cái tiến trừ vô cùng thì chúng ta tóm cái x bình là nó sẽ có trị cực đối x, trị cực đối x tiến trừ vô cùng thì có dấu trừ. Hiểu không? Như vậy nó sẽ là trừ 1 trên 2 a bình phương. Như vậy chỗ này kết luận được gì? 2 thì chóng quậy. Chóng quậy hết nhá. Đang chín chó đẻo nào. Chín chó đẻo bây giờ coi mẫu. Mẫu số này. X bằng 5. Một nghiệm nhá. Đúng không? Fx bằng 0, fx bằng 2. Fx bằng 0, tòi ra mấy nghiệm? Fx bằng 0, fx cắt trục hoành này. 1, 2, 3. X bằng 0. X bằng 1. X bằng 2 đúng không? Ôi giời, lại còn nhắn tin cho bạn gái là thì học sao? Con gái nào đấy? Em trai cái nghĩa này ạ. Em trai cái nghĩa à? Em trai em x bằng 2, mấy nghiệm? Rồi, em x bằng 2. 1 nghiệm x1. 1 nghiệm x2. Đúng chưa nhỉ? Bây giờ kê tử số nè, tử số mấy nghiệm? Tử số có 1 nghiệm 0 này, 1 nghiệm 5 này, chỗ này một nghiệm 0 nữa này, và một nghiệm là 2. Nghiệm 5 là nghiệm đơn ở mẫu, là nghiệm đơn ở tử, như vậy thằng này xéo này. Đúng không? Tiếp này, nghiệm 0. Nghiệm 0 ở mẫu là nghiệm gì? 0 ở mẫu là nghiệm gì? Nghiệm đơn là nghiệm bội. Đại x bằng 0 ở mẫu là nghiệm đơn hay nghiệm bội? Nghiệm bội. Nghiệm bội mấy? Nghiệm bội 2. Nghiệm bội 2. Thế còn tử số x bằng 0 là nghiệm bội mấy? Ừ, nghiệm bội 1 ở chỗ này. Và thêm một nghiệm bội 0.5 nữa. Như vậy x bằng 0 nó sẽ là nghiệm bội 1.5 ở tử. Chỗ này là bội 1, chỗ này là 0.5. Như vậy x bằng 0 nó sẽ là nghiệm bội 1.5 ở tử. Nghiệm bội 1.5 thì bé hơn nghiệm bội 2. Vậy x bằng 0 này là tiệm cận đứng. Một tiệm cận đứng. Ok chưa? X bằng 1 sao? Knock out đúng không? Đây, một đây. Knock out. Loại thì nó không nằm trong cái ô xác định. X bằng 2 thì sao?
x bằng 2 là nghiệm đơn ở mẫu so với ở tử thế nào? Nghiệm đơn bội 1. Còn x bằng 2 ở tử số là nghiệm đơn nhưng bội không phải nặng. Vậy vẫn là tiệm cận đứng. Thằng này chúng ta hiểu nó là căn của x trừ 2 khi phân tích ấy, căn x trừ 2. Còn thằng dưới này là x trừ 2. Như vậy khi giãn ước đi, tử số nó dạng này. Còn mẫu là x trừ 2. Khi giãn ước đi vẫn còn 1 trên căn x trừ 2. Như vậy x bằng 2 vẫn là chỉ cho đẹp. Thằng này thì cho đẹp. Hiểu không? X1 thế nào? X1 không động chạm gì tử số, không động chạm vô con thằng nào, thuộc trừ 1 không, không chạm vào cái nào mà lại thỏa mãn chỗ này. Như vậy thằng này được. X bằng x2 thỏa mãn. Như vậy có mấy chỉ số để không? 1, 2, 3, 4. 4 chỉ số để. 4 chỉ số để. 2 chỉ số bội. Bài này cũng nhiều cạm bẫy đúng không? Nhiều cạm bẫy chết người. Ở đây chú ý cái nghiệm đơn, nhưng mà lại nghiệm đơn ở trong căn thì nó mới là đơn bội 1, còn đơn ở trong căn nó chỉ là đơn bội nửa thôi. Đây nó giống tình trạng này. Đây là đơn bội nửa. Đây là nghiệm đơn bội 1 thì thằng này vẫn còn tiếp cận. X mũ 6 cộng 1 này chỉ đưa vào trang trí để cho nó cân cái bậc tử thôi. Cái loại này thấy em không? Xuôi không? Không nuốt trôi không? Số thì cho đẻ rồi x các siêu nhân xiên tớ nhanh và nhắn vào chat. Đây là mấy ông đang bị anh em cho hỏi tí từ đây từ dưới Hải Sương này mà lên chợ cầu. Ok, đang hỏi về vấn đề độ cồn. Trang đi bắt xe à? Ừ. Lúc nó bắt Trang có lại bản đấy không? Trong người trong người có test nào không? Tránh xa ma túy. Tránh xa ma túy và tránh xa điện tử, nghiện điện tử còn nguy hiểm hơn nghiện ma túy đấy. Tiệm cận đứng. Như vậy chúng ta soi cái gì nhỉ? Mẫu số đúng không? Lưu ý cái điều kiện xác định trước, cái này rất là quan trọng. X lớn bằng 1 ở cái căn này, mẫu số bằng 0 này, cho nghiệm là trừ 1 này,
F bằng 0 cho gì này? F bằng 1 cho gì này? F bằng 0 trước này. Cho mấy nghiệp? Cho nghiệp x1 đúng không? Và cho nghiệp là 2. X1 và 2. 2 này là bội mấy? Nghiệp bội 2, nghiệp F. F bằng 1 cho một nghiệm là mấy nhỉ? Nghiệm cho là 1 này. Nghiệm nữa là x2 này. Và cho một nghiệm x3. Như vậy mẫu nó tổng có 6 nghiệm tất cả. Mẫu có 6 nghiệm. Bây giờ chúng ta dịch tử số nhá. Tử số x bình trừ 3 cộng 2 bằng 0. Nghiệm 1, nghiệm 2. Căn x trừ 1 bằng 0, nghiệm tiếp là 1. Hết. Và đặc biệt lưu ý soi cái điều kiện. Điều kiện x lớn bằng 1. Như vậy thằng nào phân teo? Thằng nào phân teo nhỉ? Này phân teo đúng không? Trừ 1 xéo đúng không? Thì x lớn bằng 1 mà. Đó. Tiếp, x1 thế nào? Xéo đúng không? Vì x lớn bằng 1 mà. X1 xéo. Như vậy còn 4 ứng viên 2, 1, x2, x3. Bắt đầu ta soi vào ứng viên thứ nhất. X bằng 2. Ok không? X bằng 2 là nghiệm bội 2 ở mẫu. Và nó đang là nghiệm đơn ở tử. Như vậy thằng này được. Ok. X bằng 1 ok không? 1 ok không? 1 đang là nghiệm đơn ở mẫu. Nghiệm đơn ở mẫu. Và tử số thì cũng có nghiệm đơn là 1. Và lại có một cái nghiệm bội 0,5 là 1 nữa. Như vậy x bằng 1 xéo. Đúng không nhỉ? X bằng x2 thế nào? X bằng x2 không động chạm gì thằng này. Ok. X bằng x3. Ok. Như vậy chung lại mấy? 3 tiệm cực bình. 3 tiệm cực bình. Trận đấu lại đây nhá. Để sau trận đấu tiếp. Xin chào và hẹn gặp lại các siêu nhân trong các clip tiếp theo.